Còn nhiệt tình, còn tin yêu, còn đôi môi ta còn hát, còn con tim đang tuổi xuân, bản thân ơi sao còn ngại ngần. Bao người đang chờ chúng ta, tấm lòng nhân ái sẽ chia, giúp nhau một giọt máu hồng, dắt nhau qua bờ tư sinh. Hiến máu cứu người là thương thông ngàn đời của cha ông. Nhắc nhau đừng quên, thương người như thế thương thân. Tim ta còn hồng là còn biết đau vì bao người. Chưa quên bạn ơi, nhiều điều phù lấy ra gương. Còn nhiệt tình, còn tin yêu, còn đôi môi ta còn hát, còn con tim đang tuổi xuân, bạn thân ơi sao còn ngại ngần. Bao người đang chờ chúng ta, tấm lòng nhân ái sẽ chia, giúp nhau một giọt máu hồng, dắt nhau qua bờ tư sinh. Hiến máu cứu người là thương thông ngàn đời của cha ông. Nhắc nhau đừng quên, thương người như thế thương thân. Tim ta còn hồng là còn biết đau vì bao người. Tuổi xuân bàn đời, hiến máu chớ ngại ngần chi. Còn nhiệt tình, còn tin yêu, còn đôi môi ta còn hát, còn con tim đang tuổi xuân, bạn thân ơi sao còn ngại ngần. Bao người đang chờ chúng ta, tấm lòng nhân ái sẽ chia, giúp nhau một giọt máu hồng, dắt nhau qua bờ tư sinh. Hiến máu cứu người là thương thông ngàn đời của cha ông. Nhắc nhau đừng quên, thương người như thế thương thân. Tim ta còn hồng là còn biết đau vì bao người. Chưa quên bạn ơi, nhiều điều phù lấy ra gương. Còn nhiệt tình, còn tin yêu, còn đôi môi ta còn hát, còn con tim đang tuổi xuân, bạn thân ơi sao còn ngại ngần. Bao người đang chờ chúng ta, tấm lòng nhân ái sẽ chia, giúp nhau một giọt máu hồng, dắt nhau qua bờ tư sinh. Hiến máu cứu người là thương thông ngàn đời của cha ông. Nhắc nhau đừng quên, thương người như thế thương thân. Tim ta còn hồng là còn biết đau vì bao người. Tuổi xuân bàn ơi, hiến máu chớ ngại ngần chi. Tuổi xuân bàn ơi, hiến máu chớ ngại ngần chi. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy chuyên sâu cho 300 học viên là đội trưởng, đội phó, đội viên, đội dân phòng các xã phường. Xã Thanh Sơn tăng cường công tác phòng chống lụt bão. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đến cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy nhấn mạnh: để các nghị quyết của hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và các kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhanh chóng được triển khai thực hiện trên địa bàn thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn
đã trực tiếp quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới của nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, gồm nghị quyết số 18 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Nghị quyết số 19 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 20 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 21 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Thông qua hội nghị học tập, giúp cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và cán bộ đảng viên trên địa bàn thị xã nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân trong việc lãnh đạo triển khai thực hiện. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã trình bày dự thảo kế hoạch hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã thực hiện nghị quyết số 18 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã trình bày dự thảo kế hoạch hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã thực hiện nghị quyết số 19 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Trịnh Tiến Dũng, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã trình bày dự thảo kế hoạch hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã thực hiện nghị quyết số 20 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, trình bày dự thảo kế hoạch hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã thực hiện nghị quyết số 21 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn đề nghị. Thì đề nghị các cấp ủy này, các đồng chí quán triệt, nghiên cứu, thị ủy đã báo cáo đồng chí đã ban thường vụ đã ban hành kế hoạch 102 rồi. Ngày 29 tháng 8 trong tài liệu đã có gửi các đồng chí. Thì trong đấy các bước phải làm những gì, yêu cầu như thế nào. Tôi xin phép không nhắc lại nữa, trong đấy các đồng chí nghiên cứu kỹ. Đây và tinh thần đấy là đối với cấp ủy cơ sở, ở đây là ta là còn trước 59 giờ còn 58 là hội nguyện thuộc. Thì các đồng chí hoàn thành cái việc mà tổ chức cái hội nghị học tập quán triệt này chậm nhất ngày 30 tháng 9. Trong đấy mốc thời gian có rồi. Để làm được việc này thì báo cáo chính thì khi tổ chức hội nghị thì chúng ta phải có kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của cấp mình. Nhưng báo cáo như thế thì giờ là cái đối với lại cái nghị quyết của các đồng chí thì căn cứ vào điều kiện thực tế và cái kế hoạch động và kế hoạch động cấp trên, các đồng chí khẩn trương xây dựng để chúng ta báo cáo xin ý kiến ở cả các cái hội nghị học tập quán triệt. Thì trên cơ sở các cái dự thảo của cái kế hoạch hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, các đồng chí căn cứ vào cái điều kiện thực tế của mình, các đồng chí phải sớm xây dựng để chúng ta đưa ra, chứ không phải chờ phải có kế hoạch chính thức của thị ủy thì chúng ta mới ban hành kế hoạch của ta. Đấy không phải phải lý do các đồng chí phải chuẩn bị sớm. Đấy, chúng tôi ban thường vụ cũng sẽ cố gắng tiếp thu chỉnh sửa và ban hành sớm các kế hoạch đến các đồng chí. Thế thì còn lại cái truyền đạt các cái nghị quyết ấy, thì báo cáo chí các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các đồng chí phải trực tiếp truyền đạt, trừ được trường hợp đặc biệt thì các đồng chí mới mời báo cáo viên cấp trên. Về cái liên hệ đối với thực tế của cơ quan đơn vị mình ấy, các đồng chí phải nghiên cứu
từng nghị quyết như thế thì đối với mình nó như thế nào, đồng chí cập nhật thêm vào để có thêm tư liệu để chúng ta báo cáo nó phong phú hơn. Đấy, còn những cái căn cơ cốt lõi như thế thì những cái khung thì gửi các đồng chí nghiên cứu, cái gì cần phải thêm thì các đồng chí thêm. Với tinh thần như thế thì báo cáo chỉ là đồng chí chuẩn bị để mà triển khai cho nó sớm, và các cái mục đích yêu cầu cũng như tất cả những bước triển khai thì trong 102 đã nêu rất rõ rồi, đồng chí bám đấy để chúng ta làm. Đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị cùng với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm đến công tác phòng chống bão lũ, quan tâm đến tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân. Trước mắt, tuyên truyền, động viên nhân dân tập trung thu hoạch diện tích lúa vụ mùa đã chín với phương châm xanh nhà hơn già đồng để tránh mưa bão có thể xảy ra. Đồng thời tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập khu vực phòng thủ. Đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị các cơ quan đơn vị tập trung chỉ đạo việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm 2022, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thị xã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển văn hóa xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng ban đơn vị liên quan đã thông qua báo cáo về tình hình tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu được giao như đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đài truyền thanh xã phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và đề án hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2022-2025, tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia và cơ sở vật chất các trường học, kết quả xã an toàn thực phẩm và công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình thực hiện chỉ tiêu về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và kết quả thực hiện chợ, cửa hàng an toàn thực phẩm. Theo đó, trong 9 tháng năm 2022, trên địa bàn thị xã đã triển khai xây dựng, hoàn thành 8 nhà văn hóa, 17 nhà văn hóa đang triển khai xây dựng, 20 nhà văn hóa chưa triển khai, công nhận mới 9 trường chuẩn quốc gia và công nhận lại 7 trường. 12 xã phường đã hoàn thành lắp đặt hệ thống truyền thanh, đã giải quyết việc làm cho 4.652 lao động, đạt 93% kế hoạch đề ra. Xuất khẩu 107 lao động, đạt 71% kế hoạch, hoàn thành 100% các xã phường, đạt tiêu chí an toàn thực phẩm. Số người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội ước đạt 231.016 người, bằng 104,02% so với cùng kỳ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện các đề án, phấn đấu hoàn thành trong những tháng còn lại của năm 2022. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã đánh giá cao công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện của các phòng ban ngành và các xã phường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại hạn chế như tiến độ xây dựng nhà văn hóa, xây dựng cơ sở vật chất trường học còn chậm, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thị xã còn thấp. Về nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nhấn mạnh, để hoàn thành được các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng năm 2022, thì lĩnh vực văn hóa xã hội cần đặc biệt quan tâm, tập trung lãnh đạo. Đối với đề án xây dựng mới, sửa chữa nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, đồng chí đề nghị các phòng ban liên quan phối hợp chặt chẽ với các xã phường, phấn đấu hoàn thành xây dựng mới, sửa chữa nhà văn hóa theo kế hoạch năm 2022. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với đơn vị Trung tâm Dịch vụ Truyền hình Thanh Hóa và các xã phường để hoàn thành đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đài truyền thanh các xã phường trong tháng 11 năm 2022. Các phòng ban liên quan và các xã phường trực tiếp chỉ đạo hoàn thành xây dựng trường chuẩn quốc gia và cơ sở vật chất trường học, đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã phường đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, tiếp tục rà soát tất cả đối tượng để tiêm phòng với giải pháp đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng.
Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn phối hợp với phòng BC07, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn chuyên sâu cho đội dân phòng năm 2022. Tới dự có lãnh đạo phòng BC07 Công an tỉnh, lãnh đạo phòng Tư pháp và Công an thị xã. Tại hội nghị, 300 học viên là đội trưởng, đội phó, đội viên, đội dân phòng các xã phường đã được lãnh đạo phòng BC07 Công an tỉnh phổ biến quán triệt các nguyên tắc trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Nhiệm vụ của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, kỹ năng cứu hộ cứu nạn, cách sử dụng và vận hành các thiết bị chữa cháy, quy trình tổ chức chữa cháy khi có cháy xảy ra. Bên cạnh đó, các học viên đã được tham gia thực hành chữa cháy và vận hành sử dụng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Thông qua hội nghị tập huấn chuyên sâu về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, giúp đội dân phòng 31 xã phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn được trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, các thao tác sử dụng hiệu quả thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy, từ đó làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý kịp thời sự cố cháy nổ xảy ra giai đoạn ban đầu, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí vui tươi phấn khởi chào đón năm học mới 2022-2023 và Tết Trung thu năm 2022. Tối 14 tháng 9, Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tĩnh Hải tổ chức chương trình Vui Trung thu năm 2022 cho thiếu nhi và người dân sống xung quanh khu vực hàng rào nhà máy. Tới dự có đại diện lãnh đạo cấp ủy chính quyền phường Tĩnh Hải, đại diện lãnh đạo phòng xã hội cộng đồng Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn. Tại chương trình Vui Trung thu năm 2022, đông đảo các em thiếu nhi và người dân đã được xem múa lân, phần trình diễn ảo thuật, thưởng thức các bài hát về rằm Trung thu do các nghệ sĩ đến từ nhà hát ca múa kịch Lam Sơn thể hiện. Được thưởng thức điệu nhảy dance sport, phần trình diễn thời trang của các em thiếu nhi tới từ trường mầm non Tĩnh Hải, giao lưu các trò chơi cùng chú Cuội và chị Hằng. Chương trình đã mang đến cho người dân và các em học sinh một buổi tối đầy niềm vui và tiếng cười. Đây là một trong những hoạt động thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền, nhà trường và đặc biệt là Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn đối với nhân dân và các em thiếu nhi tại các xã phường thuộc khu vực dự án nói chung và phường Tĩnh Hải nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, Thanh Sơn là xã đồng bằng Trung Du, nằm ở phía tây bắc thị xã Nghi Sơn, có 2,6 km đê, bao quanh bởi sông Thị Long. Vì vậy, để chủ động đối phó trước những diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão, xã đã thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công trách nhiệm cho các thành viên phụ trách từng địa bàn và lĩnh vực cụ thể, xây dựng các phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ để chủ động ứng phó với mưa bão năm 2022. Theo đó, địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị vật tư, phương tiện như đá học, đá răm, dọ thép, thép ly, bao bì, cọc tre để chủ động kịp thời ứng phó khi có bão lũ. Đồng thời, triển khai phương án sơ tán nhân dân sinh sống khu vực nguy hiểm vùng trũng thấp tại các thôn Sơn Hạ, Thanh Bình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương án phòng chống lụt bão đến toàn thể cán bộ và nhân dân, góp phần làm giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có mưa bão xảy ra. Đồng chí Lê Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn cho biết. Ủy ban Nhân dân đã kiện toàn các ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và phân công các cái thành viên trong ban chỉ huy để phụ trách các thôn, các cái hợp tác xã, hai hợp tác xã trên địa bàn để cùng với bà con nhân dân ứng phó kịp thời những cái tình huống thời tiết thiên tai khắc nghiệt xảy ra. Ủy ban Nhân dân đã cho cái hệ thống truyền thanh liên tục là phát các cái bản tin về dự báo thời tiết, về cái tình hình mưa gió trong cái những cái ngày tiếp theo, để rồi bà con nhân dân chủ động với cái diện tích cây trồng hoa màu cũng là cây lúa của gia đình mình, và đặc biệt là trong mùa mưa bão thì đối với cái phương án phòng
chống bão lụt. Anh em tôi cũng đã cắt cử một lực lượng bảo vệ cái hệ thống đê cũng như là các cái tuyến kênh mương, kênh tiêu thoát nước. Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Đặc điểm của sốt xuất huyết dengue là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng. Nếu không được chẩn đoán sớm và xử lý kịp thời, có thể dẫn đến tử vong. Bệnh sốt xuất huyết đến nay chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt mũi, diệt loang quăng bọ gậy. Sau đây, bác sĩ Lê Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn, khuyến cáo các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Trước cái tình hình diễn biến phức tạp của dịch sốt huyết, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn khuyến cáo người dân thực hiện tốt một số biện pháp sau. Thứ nhất, thực hiện các biện pháp diệt loang quăng bọ gậy, thu gom phế thải, lật úp các dụng cụ chứa nước không cần thiết, thau rửa các dụng cụ chứa nước lớn, thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn. Thứ hai là ngủ mùng kể cả ban ngày để phòng tránh muỗi đốt. Thứ ba là phối hợp tốt với chính quyền địa phương và ngành y tế trong chiến dịch ra quân tổng vệ sinh môi trường, làm thủy vực diệt loang quăng bọ gậy và phun hóa chất chống dịch. Thứ tư là khi có triệu chứng sốt cần đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị và được tư vấn đúng, không tự ý mua thuốc và điều trị tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn đã tổ chức truyền thông, thúc đẩy thay đổi hành vi về thực hiện vệ sinh, nâng cao nhận thức về chế độ dinh dưỡng cho trẻ em và truyền thông về di chứng hậu COVID-19 cho cộng đồng tại các tổ dân phố thuộc phường Tĩnh Hải, phường Mai Lâm và thôn Bắc Yến, xã Hải Yến. Theo đó, sự kiện truyền thông được triển khai qua hai hình thức, đó là truyền thông trực tiếp tại các buổi sinh hoạt của hội phụ nữ các tổ dân phố, các thôn và truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh. Các buổi truyền thông giáo dục sức khỏe đã thu hút phụ nữ tham gia, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chế độ dinh dưỡng cho trẻ em, di chứng hậu COVID-19 và thúc đẩy hành vi về thực hành vệ sinh, hạn chế sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa, qua đó góp phần bảo vệ môi trường sống. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn danh sách lịch thứ tự thời gian các xã phường, cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia hiến máu tình nguyện của thị xã Nghi Sơn năm 2022. Ngày thứ nhất, 24 tháng 9 năm 2022. Thời gian 24 tháng 9 năm 2022 hiến máu theo thứ tự: 1. Từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 20 phút. Đơn vị: phường Hải Hòa, xã Hải Nhân, phường Nguyên Bình, phường Ninh Hải, phường Bình Minh, phường Hải Thanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn giày Anora. Chỉ tiêu vận động: số đơn vị máu 176. 2. Từ 8 giờ 20 phút đến 9 giờ 45 phút. Tên đơn vị: phường Hải An, phường Tân Sơn, phường Hải Lĩnh, xã Định Hải, phường Hải Bình, phường Xuân Lâm, phường Trúc Lâm, xã Phú Lâm, xã Tân Trường, xã Trường Lâm. Chỉ tiêu vận động: 170. 3. Từ 9 giờ 45 phút đến 11 giờ 30 phút. Tên đơn vị: xã Phú Sơn, xã Tùng Lâm, xã Các Sơn, xã Anh Sơn, xã Ngọc Lĩnh, xã Thanh Thủy, xã Thanh Sơn, phường Hải Châu, phường Hải Ninh. Chỉ tiêu vận động: 167. Ngày thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2022. Thời gian ngày 25 tháng 9 năm 2022 hiến máu theo thứ tự: từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 20 phút. Tên đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghi Sơn, Công an thị xã Nghi Sơn, Đồn Biên phòng Hải Hòa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, Trung đoàn Bộ binh 266, Trung đoàn Bộ binh 270, Cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, phường Hải Thượng, xã Nghi Sơn.
2, từ 8 giờ 20 phút đến 9 giờ 45 phút. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực Nghi Sơn, nhà máy xi măng Nghi Sơn, công ty xi măng Công Thanh, công ty nhiệt điện Nghi Sơn 1, công ty nhiệt điện Nghi Sơn 2, Hội Phật giáo thị xã Nghi Sơn, phường Mai Lâm, phường Tĩnh Hải, xã Hải Yến. 3, từ 9 giờ 45 phút đến 11 giờ 30 phút, xã Hải Hà, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn. Điện lực thị xã Nghi Sơn, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1, Tĩnh Gia 2, Tĩnh Gia 3, Tĩnh Gia 4, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nghi Sơn, Cao đẳng Nghề Nghi Sơn, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên, Chi cục Thuế thị xã Nghi Sơn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tĩnh Gia Nam Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Nghi Sơn, Trung tâm Viễn thông thị xã Nghi Sơn, Cơ quan Thị ủy thị xã Nghi Sơn, Trung tâm Bưu chính thị xã Nghi Sơn, Khối đoàn thể thị xã Nghi Sơn, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghi Sơn, Tòa án Nhân dân thị xã Nghi Sơn, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Nghi Sơn, Chi cục Thi hành án thị xã Nghi Sơn, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghi Sơn, Đội quản lý thị trường số 4, Công ty Thủy nông Sông Chu Nghi Sơn, Kho bạc Nhà nước thị xã Nghi Sơn, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Nghi Sơn. Lưu ý, các xã phường, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng thời gian, ngày giờ và thứ tự hiến máu theo danh sách. Nếu có thay đổi, phải liên hệ về cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã qua số điện thoại 02373 970 032, 0948 730 567 để được phối hợp giải quyết. Các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở và trung học cơ sở thuộc địa bàn xã phường nào, kể cả trường tiểu học và trung học cơ sở Lương Chí, thì tham gia hiến máu tình nguyện theo giờ, ngày, thứ tự hiến máu của xã phường đó, theo đúng danh sách trên. Nếu đơn vị nào đi không đúng thời gian quy định thì phải hiến vào cuối giờ buổi sáng cùng ngày. Những đơn vị đăng ký hiến vào khung giờ đầu tiên từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ thì được xem xét ưu tiên giải quyết. Trong thời gian từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 1 người, hư hỏng 2 xe ô tô và 1 xe mô tô. Nhằm nâng cao hiểu biết và chấp hành đúng pháp luật giao thông đường bộ, đội cảnh sát giao thông công an thị xã đã tăng cường tuyên truyền trên xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông tại các tuyến phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh công tác tuyên truyền, đội cảnh sát giao thông công an thị xã cũng cương quyết xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm luật giao thông như các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải. Qua đó lập biên bản, ra quyết định xử phạt 153 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước số tiền 177 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 trường hợp, tước phù hiệu xe 1 trường hợp, tạm giữ phương tiện 18 trường hợp. Bệnh viện Mắt Bình Tâm xin kính chào quý khách. Bệnh viện chuyên khám và điều trị các bệnh về mắt, phẫu thuật thay thủy tinh thể, mộng, quặm, lác, glaucom, thẩm mỹ mắt, điều trị chuyên sâu, dịch kính võng mạc, điều trị khúc xạ không cần phẫu thuật, tư vấn phẫu thuật lát xích, cắt kính. Bệnh viện đầu tư cơ sở vật chất khang trang hiện đại với nhiều loại máy móc, thiết bị hàng đầu châu Âu và thế giới. Bệnh nhân đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không cần giấy chuyển viện. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và chủ nhật. Bệnh viện Mắt Bình Tâm, địa chỉ số 0304 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, đối diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Điện thoại liên hệ 0969 200 304. Trân trọng cảm ơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.